Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, cầm quyền cho biết tang lễ của cựu Thủ tướng Abe do gia đình ông chủ trì sẽ diễn ra ngày 12 tháng 7. Sau tang lễ do gia đình chủ trì, một lễ tang cấp nhà nước do chính phủ và đảng LDP cầm quyền đồng tổ chức cũng sẽ diễn ra. Trước đó, ông Abe bị ám sát bằng hai phát súng trong lúc diễn thuyết ở thành phố Nara chưa 8 tháng 7 và qua đời sau đó khoảng 5 tiếng vì vết thương quá nặng, mất quá nhiều máu. Nghi phạm bắn ông bị bắt ngay lập tức. Hiện cảnh sát đang điều tra. Cảnh sát tỉnh Nara của Nhật Bản thừa nhận có vấn đề trong công tác đảm bảo an toàn cho cựu thủ tướng Abe Shinzo, dẫn tới cái chết của một trong những chính khách nổi tiếng nhất Nhật Bản. Vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo gây chấn động nước này và khắp thế giới. Theo hãng tin AFP, ngày 9 tháng 7, ông Tomoaki Onizuka, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Nara ở phía Tây Nhật Bản, thừa nhận: "Tôi tin rằng công tác bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an toàn cho cựu thủ tướng Abe đã có những sơ sót không thể chối cãi."